Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp Trà Vinh hôm nay, phát sóng lúc 18h15 phút mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý khán giả những thông tin nổi bật sau đây. Trà Vinh xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm chỉ thị 16. Thực hư quảng cáo nút xuân đất sống trị Covid-19 của Angela Phương Trinh. Điều tra xe tải chở 41 thi thể mắc Covid-19 từ thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre hỏa táng. Vụ nổ khiến 4 người chết ở Hải Phòng, tạm giữ chủ căn nhà. 30kg ma túy ngụy trang sô-cô-la gửi về từ Pháp. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là các thông tin cập nhật về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Trà Vinh, kết quả xét nghiệm PCR sáng nay cho thấy Trà Vinh có thêm 79 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, thành phố Trà Vinh có 62 ca đều là công nhân công ty cổ phần cắt may Sofa Hoa Sen, khu công nghiệp Long Đức đang cách ly tại trường cao đẳng nghề Trà Vinh. Huyện Trà Cú có 12 ca, thị xã Duyên Hải có 3 ca, huyện Cầu Ngang có 2 ca. Như vậy, tính đến sáng ngày 17 tháng 8, Trà Vinh đã có 986 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 42 ca nhập cảnh, 235 trường hợp được điều trị khỏi, 8 ca tử vong. Hiện nay, tỉnh đang cách ly tập trung 1.899 trường hợp, cách ly tại nhà và nơi cư trú 3.249 trường hợp. Thưa quý vị, hôm qua, Học viện Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc Kim Sejong Trà Vinh chính thức được ra mắt bằng buổi lễ ký kết theo hình thức trực tuyến giữa Trường Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Sejong của Hàn Quốc. Học viện Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc Kim Sejong Trà Vinh là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh, hoạt động trên cơ sở hợp đồng hợp tác với Trường Đại học Sejong do Quỹ Học viện Kim Sejong của Hàn Quốc tài trợ. Học viên sẽ hoạt động với chức năng tổ chức các hoạt động giảng dạy ngôn ngữ, quảng bá văn hóa Hàn Quốc và cung cấp các dịch vụ có liên quan cho các đơn vị cá nhân có nhu cầu, đồng thời thực hiện chức năng hợp tác quốc tế, kết nối và mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các viện trường, đối tác của Hàn Quốc với Trường Đại học Trà Vinh và tỉnh Trà Vinh. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, chiều qua nhận được tin báo tại ấp Rạch Kinh, xã Hòa Thuận có nhiều người tụ tập vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tổ công tác công an xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 7 người đang tổ chức đá gà. Lực lượng chức năng sau đó mời tất cả về cơ quan công an làm việc. Bước đầu 7 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an xã Hòa Thuận đã lập biên bản vi phạm, đề xuất cấp có thẩm quyền xử phạt các trường hợp này vì hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, đồng thời tạm giữ 5 xe mô tô. Cũng trong hôm qua, công an xã Hòa Thuận đã tống đạt quyết định xử phạt của chủ tịch Ủy ban nhân dân xã với mức 2 triệu đồng một người đối với Quỳnh Văn Hắc 49 tuổi, ngụ ấp Chăn Mật, Sơn Tú A 29 tuổi, ngụ ấp Quy Nông A cùng xã Hòa Lợi, Võ Quốc Hắc 31 tuổi, ngụ ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, xử phạt 1 triệu đồng đối với Lê Văn Tê 17 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Hòa Thuận vì hành vi ra đường trong trường hợp không thực sự cần thiết. Thưa quý vị, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, nhất là những ngày gần đây, số ca mắc vẫn tăng, dù dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát. Để hỗ trợ các bếp ăn thiện nguyện có đủ nguyên liệu, anh Trần Thái Bảo, chủ trang trại rau sạch công nghệ cao Green Farm Trà Vinh, đã và đang trao tặng nhiều loại rau cải, thủy canh, tươi sạch cho các địa phương trong tỉnh. Thời điểm này, trang trại rau sạch công nghệ cao Green Farm Trà Vinh quyết định dừng tất cả hợp đồng cung ứng rau sạch với đối tác ở các tỉnh thành bạn, mà tập trung trao tặng toàn bộ lượng rau cải sạch đến các bếp ăn tỉnh nhà. Việc làm ý nghĩa này của anh Trần Thái Bảo, chủ trang trại rau sạch công nghệ cao Green Farm Trà Vinh, đã giúp nhiều bếp ăn duy trì được hoạt động, giảm đi rất nhiều chi phí và giúp hàng ngàn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được san sẻ gánh nặng trong lúc dịch bệnh. Số lượng rau hiện đang có ở trong farm là khoảng 3,5 tấn. Mình sẽ cung cấp cho đến từng huyện ở Trà Vinh nếu nơi nào cần. Với suy nghĩ của cho không bằng cách cho, dành phần ngon nhất, tốt nhất gửi đến mọi người, nên Green Farm Trà Vinh tuyển chọn kỹ lưỡng khối lượng rau cải, thủy canh, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học, hàm lượng dinh dưỡng cao ngay sau khi thu hoạch, bỏ ra những phần bị dập, chỉ lấy rau cải còn tươi nguyên và phân chia ra từng phần để trao tặng các bếp ăn được thuận tiện. Tùy theo khẩu phần ăn ở từng bếp mà Green Farm Trà Vinh sẽ gửi từ 50kg đến 100kg rau cải, thủy canh trong mỗi đợt trao tặng. Đây là hành động đẹp thể hiện tình đoàn kết, tương thân tương ái, san sẻ khó khăn giữa người với người, đặc biệt là cùng động viên nhau vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh Covid-19.
Thưa quý vị, hiện nay việc đăng các tin giả, tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc trong dư luận. Tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức năng vừa mời và làm việc với DHN, sinh năm 1995, ngụ xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Trước đó, bà DHN đăng nội dung thông tin: "Ôi, chợ Dạm Đình LHB toan thật rồi, nghỉ bán luôn rồi", trên tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Hồng Nhi. Tuy nhiên, tại thời điểm đó thì chợ Dạm Đình vẫn còn hoạt động. Nội dung thông tin này hoàn toàn sai sự thật, gây hiểu lầm, tạo tâm lý hoang mang cho người dân tại địa phương. Qua làm việc, đối tượng đã thừa nhận nội dung thông tin là sai sự thật, không đúng về tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp. Căn cứ hành vi vi phạm nêu trên, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp quyết định xử phạt bà DHN 7.500.000 đồng. Từ ngày 13 tháng 8 đến nay, fanpage Angela Phương Trinh liên tục đăng tải các bài viết có nội dung giới thiệu về những sản phẩm làm từ dung đất chữa COVID-19. Những thông tin này sau đó gặp phải phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng. Mặc dù bị chỉ trích, nhưng trang cá nhân được cho là của diễn viên Angela Phương Trinh vẫn liên tục tuyên truyền việc dùng dung đất trị COVID-19, giới thiệu link mua hàng. Trong bài "Ca mắc COVID-19 âm tính sau 5 ngày uống địa long", tài khoản Angela Phương Trinh viết: "Một phụ nữ tên TNN sinh năm 1990 đã chữa khỏi COVID-19, chuyển từ dương tính thành âm tính sau 5 ngày nhờ nuốt dung đất sống và sử dụng thêm dung sấy khô. Để bảo vệ quan điểm của mình, nữ diễn viên còn nêu, hướng dẫn toa thuốc điều trị COVID-19 tại nhà của Sở Y tế TP.HCM, trong đó có dòng lưu ý, có thể dùng phối hợp với các thuốc y học cổ truyền theo hướng dẫn giúp tăng cường sức khỏe." Tài khoản Angela Phương Trinh lập luận rằng địa long là một loại thuốc y học cổ truyền, vì thế có thể dùng điều trị COVID-19. Tuy nhiên, đến nay chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định dung đất hay các chế phẩm dung đất có thể điều trị COVID-19, cũng chưa có chế phẩm điều trị hay hỗ trợ điều trị COVID-19 nào từ dung đất được Bộ Y tế công nhận cấp phép. Tiếp theo trong phần sau của chương trình: điều tra xe tải chở 41 thi thể mắc COVID-19 từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre hỏa táng. Giám đốc xưng tao là VTV, tiến sĩ tại chốt kiểm soát COVID-19 tỏ ra hối hận xấu hổ. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ đã có công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thông tin báo chí phản ánh việc 5 cơ sở y tế tại tỉnh Bình Dương không tiếp nhận cấp cứu khiến một người dân tử vong. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Bộ Y tế chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Trường hợp có hành vi vi phạm trong việc tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân thì phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, khẩn trương rà soát, chấn chỉnh ngay công tác tiếp nhận và cấp cứu đối với bệnh nhân. Các trường hợp cấp cứu phải được tiếp nhận và xử lý kịp thời theo đúng quy định. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ sở y tế liên quan. Đại diện các cơ sở y tế đã nhận thiếu sót, khuyết điểm trong việc để ông ND, 57 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh, ở trọ tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, không được tiếp nhận điều trị, đã tử vong. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 8, một tài xế xe tải luồng xanh đã chở 46 thi hài từ thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre để hỏa táng, trong đó có nhiều thi hài tử vong do mắc COVID-19. Liên quan đến vụ việc, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định. Theo thông tin ban đầu, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8, Lê Phúc Hậu, 28 tuổi, ngụ tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đã dùng xe tải vận chuyển 46 thi thể, trong đó có 41 người chết do mắc COVID-19 từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre để hỏa táng tại cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên ở xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre. Theo quy định, việc đưa ra khỏi vùng dịch thi thể bệnh nhân COVID-19 mà không thông báo với chính quyền là vi phạm quy định phòng chống dịch. Ngoài ra, việc sử dụng xe không chuyên dụng để vận chuyển thi thể là vi phạm nghiêm trọng quy định về xử lý thi thể. Công an thành phố Bến Tre còn cho biết Lê Phúc Hậu đã vi phạm quy định về di chuyển ra ngoài luồng xanh đã đăng ký trước đó. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Liên quan đến vụ người đàn ông say xỉn vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19, còn xưng tao là VTV, tiến sĩ, rồi lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cho biết không đủ cơ sở xử lý hình sự và đã chỉ đạo Công an xã Đặng Xá tham mưu Ủy ban Nhân dân xã ra quyết định xử phạt. Trong khi đó, tại cơ quan công an, người đàn ông này tỏ ra rất ân hận và cảm thấy xấu hổ sau khi say xỉn, có hành vi chống đối lăng mạ cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19.
Bỏ máy quay xuống. Tao là thằng VTV. Theo công an huyện Gia Lâm, người đàn ông này là Nguyễn Đức, 38 tuổi, tạm trú khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, là giám đốc marketing của công ty Đại Dương Xanh. Khi qua chốt kiểm soát số 12, ông Đức không đeo khẩu trang, bị lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở nhưng không hợp tác và tự xưng là VTV, là tiến sĩ. Sau đó, lăng mạ lực lượng và có nhiều hành vi xấu xí. Bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đặng Xá cho biết, bà đang đợi văn bản tham mưu của công an xã để ra quyết định xử phạt ông Đức. Về thông tin ông Đức làm ở VTV, Đài truyền hình Việt Nam, bà Nam cho biết, ông này từng công tác 10 năm tại VTV, tuy nhiên, thời điểm hiện tại đã nghỉ việc. Trong phần sau của chương trình hôm nay, vụ nổ khiến 4 người chết ở Hải Phòng, tạm giữ chủ căn nhà. 30kg ma túy ngụy trang sô-cô-la gửi về từ Pháp. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh từng xây dựng mô hình tháp 5 tầng để điều trị bệnh nhân COVID-19, thì hiện nay địa phương này đã chuyển thành 3 tầng. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng, việc thay đổi nhằm phù hợp tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 hiện nay. Vậy giữa tháp 3 tầng và tháp 5 tầng có sự khác biệt như thế nào? Xin mời quý khán giả đến với ghi nhận sau đây. Ở tầng 1 của cả hai tháp đều không có sự thay đổi. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai gói chăm sóc sức khỏe tại nhà kết hợp với các điều kiện đảm bảo an sinh cho F0. Đồng thời, tầng này cũng là các cơ sở cách ly tập trung tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức tiếp nhận những trường hợp F0 không triệu chứng, bệnh nền hoặc bệnh nền ổn định. Ở tầng 2 của tháp điều trị 5 tầng, bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19. Tầng 3 là các bệnh viện điều trị những trường hợp có triệu chứng. Và tầng 4, bệnh viện điều trị COVID-19 có bệnh lý đi kèm nặng, cần can thiệp điều trị chuyên khoa. Trong mô hình tháp 3 tầng, toàn bộ tầng 2 sẽ tiếp nhận thu dung những trường hợp F0 cấp cứu và điều trị. Các trường hợp F0 có triệu chứng từ nhẹ đến trung bình đến nặng, có kèm hoặc không kèm theo bệnh nền. Các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đã chuyển đổi công năng hoặc các bệnh viện đã tách đôi sẽ tiếp nhận những trường hợp này. Giữa tầng 5 của tháp 5 tầng có sự tương đương với tầng 3 của tháp 3 tầng. Cụ thể, sẽ hồi sức chuyên sâu các trường hợp F0 nặng và nguy kịch tại các bệnh viện tuyến cuối của thành phố và các bệnh viện được Bộ Y tế tăng cường cho thành phố. Hiện có 8 bệnh viện hồi sức COVID-19, gồm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Chợ Rẫy, Quân y 175 và 5 trung tâm hồi sức quốc gia với tổng số giường là 3.883 giường. Liên quan đến vụ cháy khiến 4 người trong gia đình ở xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng tử vong, Công an huyện Thủy Nguyên đã tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Hải, người duy nhất sống sót trong vụ việc. Ông Hải bị tạm giữ để điều tra về tội vô ý làm chết người. Trưởng Công an huyện Thủy Nguyên cho biết ông Hải sau khi được điều trị thương tích đã khai là người gây ra sự việc. Bắt đầu từ cơn bực tức ném chai xăng vào con gái, tuy nhiên đây là lời khai ban đầu, nhà chức trách cần phải xác minh. Sau một ngày điều tra, cơ quan công an chưa thông báo chính thức về lý do tử vong của 4 nạn nhân. Trước đó có giả thiết sự việc khiến nhiều khả năng do nổ bình ga hoặc nổ pin điện thoại gây giật điện. Tổ công tác đến khám nghiệm hiện trường đã thu nhiều mẫu vật, đồng thời xác định vụ cháy nổ xảy ra tại gian phòng ngủ rộng khoảng 12m2 nằm ở cuối căn nhà ống một trệt của gia đình ông Hải. Đây là chỗ ngủ của vợ chồng con gái. Lợi dụng tình hình dịch bệnh, các đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy đã dùng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ Pháp về Thành phố Hồ Chí Minh rồi đưa đến các tỉnh khác tiêu thụ với thủ đoạn hết sức tinh vi. Qua kiểm tra 10 bưu kiện nghi vấn được gửi về từ Pháp, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hơn 30kg ma túy được ngụy trang trong các viên sô cô la và các gói bánh với kích thước và trọng lượng giống hệt hàng thật. Số ma túy được bắt giữ trong đợt cao điểm này đều xuất phát từ một địa chỉ một người gửi từ Pháp gửi cho nhiều cá nhân khác nhau, địa chỉ không có thực tại Việt Nam. Thủ đoạn cất giấu rất tinh vi bằng cách ngụy trang trong những gói bánh kẹo và viên sô cô la với phương thức đóng gói bao bì, trọng lượng của các gói kẹo như sản phẩm thật bằng mắt thường không thể phát hiện được. Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 29kg ma túy tổng hợp MDMA dạng viên nén và 1,4kg ketamine. Hiện vụ việc đang được Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh để mở rộng điều tra. Thưa quý vị, gấu là loài động vật hoang dã trong thiên nhiên, thường khiến cho nhiều người sợ hãi vì độ hung dữ của nó, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của con người. Thế nhưng, cũng có lúc chúng khá thân thiện và đáng yêu. Câu chuyện về cô gấu Simone và người đàn ông sau đây chính là minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt giữa động vật và con người. Ông Patrick Conley sống ở Asheville, thuộc tiểu bang North Carolina.
Ở đây có khá nhiều gấu đen, chúng không làm hại mà ngược lại còn sống chung hòa bình với con người. Gấu mẹ Simon thường xuyên ghé thăm nhà của ông Patrick trong nhiều năm, và rồi một ngày cô nàng đã mang cả đàn con mới sinh tới gặp ông ấy. Patrick không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy những chú gấu con dễ thương bước lẻo đẻo theo chân mẹ. Và ông chào đón ba mẹ con nhà gấu như những vị khách đặc biệt, thậm chí đã từ lâu ông coi cô gấu như thành viên trong gia đình. Thưa quý vị, dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, việc hạn chế đi lại đã khiến cho việc vận chuyển, buôn bán, nhất là các mặt hàng nông sản gặp nhiều trở ngại. Theo ghi nhận, ở một số địa phương giá nông sản tiếp tục giảm sâu, thậm chí một vườn hoa ở Đà Lạt đành phải phá bỏ vì hoa bán không ai mua, trong khi lại phải tốn công chăm sóc, chi phí phân bón, thuốc trừ sâu phát sinh. Điển hình tại Đà Lạt, hàng trăm tấn hoa vào mùa thu hoạch phải phá bỏ, nhiều chủ vườn rơi vào cảnh màn trời chiếu đất khi phải gồng gánh các chi phí như phân bón, nhân công chăm sóc. Tương tự tại Cần Thơ, các hộ trồng cải cũng phải than trời vì giờ đây giá bán ra chỉ còn 1.000 đồng một ký, không đủ trả các chi phí phát sinh trước đó. Để đầu tư trồng những loại nông sản này, nhiều bà con thuộc hộ nghèo phải vay mượn khắp nơi, giờ đây nợ lại chồng nợ, ai cũng như ngồi trên đống lửa. Cũng liên quan đến câu chuyện về tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, không chỉ mặt hàng nông sản, các sản phẩm thủy sản cũng gặp phải rất nhiều khó khăn vì không thể tìm đầu ra. Nhiều nông dân đã kêu cứu vì chi phí sản xuất không ngừng tăng lên. Ghi nhận mới nhất của chương trình tại tỉnh Cà Mau. Những ngày qua, giá thu mua cua luôn ở mức thấp hơn rất nhiều so với thời điểm trước giãn cách xã hội. Các thương lái cho biết giá cua giảm là do nhu cầu tiêu thụ ít, việc xuất khẩu sang một số nước, nhất là tại thị trường Trung Quốc, gặp khó khăn. Giá giảm, thương lái đến mua cũng ít đi. Người dân muốn bán phải chủ động đón thương lái, chứ không còn cảnh một ngày có vài ba thương lái đến nhà hỏi như trước. Nhằm khi cua tứ mua là 220 mà giờ sụt xuống còn có 150, 160 mà mắc biết bao nhiêu. Đời sống giờ cũng khó khăn, tiền bạc đồ kiếm cũng khó hơn mỗi lần. Không riêng mặt hàng cua, giá một số loài thủy sản khác như cá chình, cá bóng tượng, cá bổi và tôm cũng giảm mạnh. Cụ thể, tôm thẻ chân trắng loại 100 con một ký giá bán dao động từ 72 đến 77 ngàn đồng, còn loại 60 con một ký từ 90 đến 95 ngàn đồng, giảm từ 10 đến 25 ngàn một ký so với trước đó. Hiện nay là tôm cũng bị sụt giá, cua thì nay thì cũng còn 200 ngàn. Sụt nhiều như thế, rồi đi mua bán thì cũng gặp khó khăn, đi đứng đều khó khăn, rồi thương lái đi mua cũng khó khăn. Tuy nhiên, có một nghịch lý đang diễn ra là trong khi giá cả một số mặt hàng nông sản, thủy sản giảm, thì giá vật tư nông nghiệp như thức ăn chăn nuôi, phân, thuốc, kể cả con giống vẫn giữ mức cũ. Thậm chí một vài mặt hàng có xu hướng tăng giá, khiến cho việc sản xuất của bà con nông dân càng gặp khó. Mặt khác, trong khi sản phẩm bà con nông dân làm ra bị giảm giá, thì giá hàng hóa nông sản, thủy sản bán tại các điểm chợ, cửa hàng bách hóa hay siêu thị không giảm theo tương ứng, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Thưa quý vị, trong lúc chờ lực lượng làm nhiệm vụ giải quyết do phiếu đi chợ không hợp lệ, Trần Văn Tiền, 28 tuổi, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, chạy xe máy vượt qua chốt, cầm mũ bảo hiểm và đoạn cây nhặt ven đường đánh cán bộ làm nhiệm vụ bị thương. Thông tin đáng chú ý này sẽ mở đầu cho phần tin cập nhật cuối chương trình ngày hôm nay. Sau khi đánh cán bộ làm nhiệm vụ bị thương, tổ công tác chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại cổng chào xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã khống chế bắt được Tiền và bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý. Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Văn Tiền để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Sau khi bị lập biên bản vi phạm giãn cách xã hội, lực lượng chức năng cho lấy phương tiện ra về, thì một nam thanh niên dắt xe ra vỉa hè châm lửa đốt chiếc xe máy cháy rụi. Vụ việc xảy ra lúc hơn 5 giờ sáng nay trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua khu phố 9, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hiện cơ quan công an đang xem xét dấu hiệu hủy hoại tài sản đối với người này để xử lý theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa thông báo dừng tiếp nhận và giải quyết các trường hợp cấp thiết đi đến và trở về địa bàn thành phố Rạch Giá trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 của công dân trước đó. Nguyên nhân là trong quá trình thực hiện có phát sinh một số vấn đề không đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Việc tiếp nhận giải quyết sẽ tiếp tục được thực hiện khi có thông báo mới. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18:15 ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Còn bây giờ Hồng Loan và Hoàng Vĩnh xin kính chào tạm biệt.